Xin chào mọi người đã quay lại với kênh Mitsubishi Hồ Chí Minh của mình. Thì hôm nay đứng bên cạnh mình đây là mẫu Atray 2021 đang được bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam, luôn nằm doanh số top 10 xe bán chạy tại thị trường. Thì đứng bên cạnh mình đây là mẫu Atray 2021 phiên bản Premium. Thì cùng tìm hiểu vì sao mẫu Atray 2021 lại được khách hàng tin tưởng và lựa chọn như vậy. Thì cùng mình theo dõi video nhé. Quý khách hàng hãy nhớ đăng ký cũng như là ủng hộ kênh của mình để có thêm các video về dòng xe Mitsubishi. Phiên bản Atray 2021 sử dụng động cơ 1.2 lít đi kèm với hộp số tự động CVT, mang đến cảm giác lái êm ái khi di chuyển trong thành phố. Với động cơ cho công suất 78 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng trên phút, Mitsubishi Atray 2021 vẫn duy trì mẫu thiết kế mới xuất hiện trên các sản phẩm của Mitsubishi đang bán tại thị trường Việt Nam. Cụm đèn được trang bị trên Atray 2021 bản CVT Premium là bóng đèn LED projector kết hợp với dải đèn LED định vị ban ngày đặt gọn gàng ngay phía dưới. Kết hợp với đó là đèn sương mù anh chị em ha. Đó là tổng thể về đầu xe của mẫu Atray 2021 phiên bản Premium. Tiếp đến thì mình cùng đi về phần hông xe, anh chị em cùng quan sát. Xe thì được sử dụng bộ la răng phay bóng hai màu tạo nên điểm nổi bật và hiện đại cho chiếc xe. Kích thước mâm xe là 15 inch, bánh xe được sử dụng là phanh đĩa và bánh sau thì sử dụng là phanh tăng trống. Tuy là mẫu xe trong phân khúc B nhưng gương xe đã được trang bị chỉnh điện và tự động gập điện khi khóa cửa, đó là một điểm cộng cho mẫu Atray 2021 này. Tiếp đến thì mình cùng đi về phần tay nắm cửa. Thì một số khách hàng đánh giá không cao về thẩm mỹ của cái tay nắm cửa này, nhưng mà tay nắm cửa thì cũng đã có nút bấm mở cửa thông minh anh chị em ha. Mình cùng theo dõi cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe. Đây là bảng tiêu hao nhiên liệu được nhà máy công bố cho dòng xe Atray 2021. Mình cùng nhìn lại về phần hông xe của chiếc xe anh chị em ha. Đó là những cái điểm nổi bật trên chiếc Atray 2021. Tiếp đến thì mình sẽ đi về phần đuôi xe. Anh chị em dễ dàng quan sát cái mẫu thiết kế của phần đuôi này so với bản 2020 thì nó là tương đồng nhau. Xe thì được trang bị đèn phanh LED. Anh chị em đang quan sát các bóng xi nhan thì vẫn là halogen anh chị em ha. Đặc điểm của cái đuôi xe này thì nó có tích hợp đèn phanh ở trên đuôi lướt gió, kèm theo đó thì đã trang bị camera dè phía sau. Nhưng mà ở phiên bản của Atray 2021 thì tất cả đều chưa có cảm biến lùi anh chị em ha. Nếu mà anh chị em nào đang có nhu cầu muốn gắn thêm cảm biến lùi thì có thể gắn trực tiếp tại đại lý luôn anh chị em. Tiếp đến thì mình cùng mở phần cốp xe ra anh chị em ha. Đầu tiên thì đây là phần cốp xe, phía dưới sẽ là bánh xe cua. Thì bánh xe cua sẽ là cùng loại với bánh xe luôn chị em, cũng là sử dụng la răng 15 inch. Đó là một điểm rất là điểm cộng cho phiên bản Atray 2021 này. Đó là về phần tổng thể của đuôi xe. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phần nội thất của chiếc xe anh chị em. Về khoang nội thất của chiếc Atray 2021 thì cũng được làm mới một số chi tiết, nhưng mà về cơ bản thì nó cũng khá giống với model 2020. Xe thì trang bị toàn bộ là ghế da và chỉnh cơ nha anh chị em. Đây là hàng ghế phía trước của chiếc xe. Mình cùng đi về hàng ghế sau. Anh chị em đang quan sát tất cả đều là ghế da tông màu đen, chỉ màu trắng anh chị em ha. Ở phiên bản Atray này thì chỉ có một màu nội thất này thôi nha anh chị em. Đây là các nút lên gương xe, tay mở cửa bên trong thì được mạ chrome, và các nút chỉnh gương, gập gương này. Xe được trang bị cân bằng điện tử, đây là điểm hơn so với phiên bản CVT tiêu chuẩn anh chị em. Vô lăng thì nó sử dụng với loại vô lăng giống như Xpander cũng như là Outlander. Điểm này thì có thêm gạt mưa auto và đèn pha auto, đó là một điểm hơn so với phiên bản thường. Trên vô lăng thì đều được trang bị đàm thoại rảnh tay cũng như là cruise control nha anh chị em. Từ 2021 thì các phiên bản số tự động đều được trang bị màn hình có kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Điều hòa thì điều hòa tự động và có cổng sạc 12V.
Các phiên bản Atai 2021 đều trang bị hai túi khí cho hành khách ngồi phía trước. Ngoài các tính năng an toàn như bản tự động tiêu chuẩn, thì bản Premium sẽ có thêm một số tính năng an toàn bao gồm hệ thống cân bằng điện tử ASC, hệ thống khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, chức năng nhấc dây an toàn cho hàng ghế trước. Ngoài ra có thêm chức năng bật đèn pha tự động và gạt mưa tự động. Đó là tất cả những gì mà Toàn muốn chia sẻ tới anh chị em về các chi tiết cũng như là các trang bị trên phiên bản Atai Premium. Hiện tại đang có giá là 485 triệu. Thì hiện tại Atai 2021 đang được phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, bao gồm 2 phiên bản số tự động và 1 phiên bản số sàn. Hiện tại ngân hàng thì đang cho hỗ trợ vay tối đa là 85%. Thì số tiền anh chị có thể đưa trước cho dòng xe này chỉ tầm khoảng 100 triệu thôi thì mình có thể nhận xe về. Anh chị em nào đang có nhu cầu cũng như đang có dự định lấy xe thì hãy liên hệ với Toàn qua số điện thoại 0907051539 để được tư vấn cũng như là báo giá trực tiếp cho anh chị em. Xin chân thành cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Hãy nhớ like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ Toàn. Xin chân thành cảm ơn.